Nấu cấp lúa. Hey, chào các bạn, mình là Tôm Chè đó các bạn. Bữa nay dẫn các bạn đi ăn cháo cho nó vui. Đây, xe tăng đây, Sơn Ngũ Tịnh đang ngồi chờ đợi. Đó. Rồi Tài Thiên Tài Thánh đang đi kiếm cái thiết bản gì rồi các bạn. Oh. Tài Thiên Tài Thánh. Hey, vô bà chị. Đi vô cho em tô cháo hả bà chị. Rồi, cho em tô cháo là với ông Tài ăn gì ông Tài? Cháo luôn hả? À. Ông Danh ăn gì? Hủ tiếu đi. Hủ tiếu, rồi hai tô cháo, tô hủ tiếu chị ơi. Ngon lắm các bạn. Sáng sớm mà chị bán từ sáng tới 7-8 giờ thì nào hết là nghỉ các bạn ơi. Rồi, đây, thịt quá trời thịt luôn. Cho em tô cháo, siêu rẻ, siêu khổng lồ. Chà bá lửa luôn nha. Ngon quá các bạn ơi. Đây, bao la. Ủa trời mọi người. Đây. Hủ ớt dầm thấy muốn ăn cháo rồi. Đây các bạn ơi, tô cháo 20 ngàn của ông chè đây. Quá mạng luôn. Tô trà bá lửa, nội thịt không hết 21 ngàn rồi. Quá mạng các bạn ơi. Đây. Nhờ em gục qua dùm luôn ha. Nhờ sát của tỉnh qua dùm. Rồi cứ quay hồi mai. Nhà, đó. Đó. Anh lo rồi. Đó, để vô các bạn ơi, mắm ớt vô, mắm ớt vô, đó, để cái này vô, chanh vô, chanh vô, đó. Ngon quá luôn, mọi người chuẩn bị luôn, thẳng luôn, quá trời thịt, sao chưa dùm luôn, quá trời thịt, quá trời thịt. Qua đi quay cá lóc đó. Không mà anh đâu rồi. Hôm có bữa có chợ ăn cháo. Mình đi đám cưới. Này hả? Không, đám cưới. Giờ ăn uống gì đâu. Mời tất cả các bạn nha. Nay ăn ráng ăn người ta đi mà đã tiền. Ngon quá. Ôi mời bao lan các bạn. Quá trời. Bà tử. Cho anh đồ rồi. Cháu chào bao lửa luôn không? Thấy là mặn như tổng nuốt cái miếng này. Thèm phải không? Thèm. Gậy ông cháu. Thế ông chè không em? Thèm quá. Nhiều nước miếng. Thịt quá trời thịt. Có 20 ngàn không? 20 ngàn. Câu chuyện quán cà phê Lê Vi kia bạn. Đường gió đang kẹt quá. Ngon. Thịt cực kỳ ngon. Quá trời thật. 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 Cổ đó 20 cổ này có 13 ngàn. Quá. Tiền này ăn cháo luôn hả anh Tiền? Cháo luôn. Ngon. Không mời các bạn luôn hả? Không tài đâu quá. Không tài đâu có mời người phàm. Mắc cỡ. Quá trời mò, quá trời mò, mò giống cả cái chén, quá trời thịt, mò giống cả chén ạ. Mò tẩu mềm, mò tẩu mềm, con tẹo nè các bạn, nó đã. Ngoài không có thịt luôn. Thịt chứ. 20 nghìn nha các bạn. Ngọt. Chút súp nó ngọt. Chút súp ngọt, ngọt xương các bạn. Thịt chứ ngọt. Đã. Gạo thì hay bắt mắt rồi. Với gạo thấy là muốn ăn rồi các bạn ơi. Hủ tiếu không hết. Hết 17 cái, 18 cái, ngàn. Cái khăn giấy giờ anh vô để mà nó nguội. Ăn thì cần nguội dễ ăn. Nó chết các bạn. Mẹ đây là kêu trước rồi. Này gỗ nữa nè. Rồi trời cũng đang các bạn. Rau là bao la luôn các bạn.
thì hôm nay anh dẫn thân anh đang cái tạo ăn 5 con cá lóc nướng review cho các bạn cùng xem nha. Đây đâu. Người ngoại đó. Còn nửa ký không? Trời ơi 800g. Con nướng 800g 70.000 mà. Còn bao giờ? Ngọt. Thơm. Quá trời mòn luôn. Ngon tận lắm. Đồ cháo ngon quá, béo quá. Không biết có bụng là ngon rồi, chủ quán nó ngon em. Chủ quán nó ngon. Đâu cái thợp hai cái. Không, để như tài thiên cho tiền, ông trẻ mà ngon. Ngon quá. Muốn cập, đúng rồi. Ăn rồi tranh thủ các bạn, giờ không gần rồi. À, ông trẻ ngồi cách ông Tài Thiên gần 1 mét đó. Đúng theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế luôn. Người cách người 1 mét, hàng cách hàng 1 mét. Anh Tâm Trẻ anh nói vậy anh có buồn gì không anh Tiên? Không, vì anh giống cái bệnh đâu. Không có buồn tư mà. Đó. Thường chừng đó anh nó hung anh nó đừng về nhớ anh. Trời ơi, trả thiệt rồi không? Mà chỗ đó là phường 4 hả? Anh ở phường 4 hả? Cách nhà anh 800 mét. À. Là sao rồi? Cái ly rồi hả? Cái ly hả? Hai đứa, hai vợ chồng. Đó, nó hướng dịch, dịch thằng kia chạy đò bên Hòa Ninh. Rồi, hai ông nó ngon vậy, nguyên chiếc tàu đó ngon rồi. Nguyên tàu du lịch nó ngon rồi. Đó, nó mía. Ăn cà búa trời chưa hết nên mọi nó bạn. Nó mía nè các bạn. Cháo ngon. Hôm nay đám cưới không ăn sáng bụng quá. Ê, vậy đi làm sớm giờ mới 6 giờ mấy à, mới 6:10 tối quá trời tối. Tụi cháu khổng lồ này ăn chậm hết đâu, khổng lồ ăn chậm thế quá trời. Tụi cháu con cháu thì nhiều thịt cũng nhiều nữa. Mà được mấy phút rồi sang Ngô Tịnh. Giữa màn hình đó. Đỏ, đỏ, đỏ giữa màn hình. 7 7 phút. Mấy phút. Chắc ăn 1 phút rồi. Bự quá phải không? Khổng lồ quá. Quá trời. Cháu làm gì ăn hết trời, ăn hết quá trời tụi chắc. Bụng mình chưa đảo rồi. Quay nè. Hết trời. Cá ngọt không các bạn? Nghe. Em là phá nghệ mà. Không hết bằng này, quá trời tụi cháu. Đã rồi. Ngon hả? Không còn tài, không tài định nạt không ta. Đây, bữa nào review cơm ăn bệnh cho các bạn xem mà chưa có rảnh. Chắc thứ 7 chủ nhật các bạn. Nè đưa mấy rồi anh Tài? Thì chắc mời. Nói sao hả? Kìa vậy? Có thể mời được, mốt anh đi về quê. Anh xin chưa, anh xin chưa? Xin chưa anh ghé vậy cũng hả? Đó đâu vậy, để lại hứa với em. Thầy mình hỏi, chắc. Thấy Nguyễn nghe chứ cái tượng nó quay đó hoài. Mình giờ mình review cho Tâm Chè thua rồi các bạn ơi. Quá mạng rồi đâu. Đây, đây. Đấy, ông sang Ngô Tịnh đi. Rồi, ông Tài Thiên cũng thua luôn rồi. Ông Tài Thiên thua luôn. Vậy là có cố gắng lắm các bạn. Thôi, ông Tài Thiên cũng bành nè, ông Tài Thiên cũng bỏ mưa. Quá. Đồng Hải bỏ mưa rồi, tổ cháu nhiều quá. Quá mạng tổ cháu. Nhiều quá nhiều. Nó ăn thịt không trẻ em no rồi các bạn. Giờ tới sang Ngô Tịnh. Đó, sang Ngô Tịnh qua ngồi đây cho đẹp. Bị khuất sáng à, đổi vị trí luôn. Đó, qua bắt ghế ngồi đây để cho đẹp. Đây ngồi anh nè, ngồi chỗ anh là đúng sáng luôn. Bị cấm sơ lây rồi. Đây, rồi. Trời đất ơi. Cháu, hủ tiếu. Hủ tiếu mà ông ăn rau má giường. Ông ăn cái mẹ vợ không nhờ.
Quá đã. Thịt nhiều lắm. Quá trời. Tiếu mặn ngang không có ăn rau má dường các bạn ơi. Ớt rồi vô. Để mình thử qua nổi không cái tô tiếu này không nghe các bạn. Mày cho ông qua chừng tô rưỡi á. Nhiều điện tô nhập thứ. Qua được qua tô thứ hai á. Rồi. Ông Sơn Hữu Thịnh ăn xong là vừa quảng cáo luôn các bạn. Ăn cái rồi 15 phút. Bốn quảng cáo. Mình là hủ tiếu muôn năm nha các bạn. Hủ tiếu xe đét các bạn. Hủ tiếu này bữa tôi chờ review cho các bạn xem rồi nè. Tiếu xe đét ngon lắm, cộng bự, dai. Dễ ăn lắm. Dai mà nó mềm đá lắm. Tiếu xe đét như các bạn đó. Cục thịt nè, bạn xem nè, cục thịt. Chà ba lửa. Gà bằng mặt tao chè luôn á. Quá màng. Tiêu tới quá mạng đầu tiêu mấy miếng thịt nè, cục xương gì còn thêm mấy miếng thịt nè, cục xương nạc không mà nghe các bạn, chứ phải xương thường, súp thì ngọt lòng nữa, rồi lòng nữa, bò tử thì thôi bao la rồi, nãy em trẻ em ăn chắc được 7-8 miếng bò tử rồi, quá trời. Ngày hôm quay cái đám cưới mà review cái bài nhạc là vó ngựa trên đồi con non á, các bạn thông cảm nha, tại để chế độ 240 thành ra không rõ. Rồi, bữa nay sáng sớm một chè ông chỉnh lại siêu HD rồi không sảnh không thấy đường bấm sao bấm quay chế độ bình thường thành ra không rõ tiếng không rõ các bạn hình ảnh không rõ rồi, ông chè kéo xuống luôn rồi mới được mấy trăm lượt xem chè kéo xuống bạn thông cảm nha các bạn. Cái bài đó nhiều khi sợ dướng bản quyền nó mất công bài chắc không có dướng đâu bài đó nhạc xưa rồi không biết đánh đọc găng thì không sợ dướng bản quyền mà bài đó cũng xưa rồi. Rồi ra còn không đến đổi. Rồi cái ông Thanh, ca sĩ Thanh, ông ca hay đó, ông ca như chế Thanh vậy đó. Tự nhiên kia ổng nói, ổng giới thiệu con bài là bài gì đây ta? À, Về Đâu Mấy Tóc Người Thương của cố nghệ sĩ Hoài Linh đó các bạn. À, tự nhiên ổng lên, ổng với mới mình dặn là dàn nhạc đánh rồi. Ổng lên, ổng giới thiệu là Tình Anh Em. Ủa sao kỳ vậy ta. Rồi cái giới thiệu Tình Anh Em xong cái người ta lên bài nhạc Tình Anh Em nhạc trẻ. Cái ông nói không phải. Ông nói Tình Anh Em Như Một Người Dân đó trời ơi bài đó là thua một người dân. Ông nói Tình Anh Em rồi. Rồi thôi ông chị em kéo video nó xuống luôn, hư luôn. Nha, yeah, nói các bạn hiểu chứ không biết sao mà tự nhiên ông chị em kéo video xuống. Đó, rồi cái âm thanh thì nhỏ xíu hà. Không anh em theo cái mic, âm thanh nhỏ xíu hà. À, hình ảnh có 240p ha, rồi sao mà có xem được. Thành ra bữa nay chuyển siêu HD các bạn ơi, 1080 rồi. Sáng sớm chè chuyển 1080 rồi. Tôi thiếu thần thánh luôn ha. Tôi thiếu thần thánh luôn các bạn ơi. Ông Sang Hữu Thịnh ông đua gần hết rồi. Đưa ông bỏ lại cái tô nghe, mang cái tô đền à. Không có tiền trả, hôm nay thì thiên trả. Bữa ông chè ông trả bún bò Huế rồi, hôm nay ông Tài Thiên ông trả các bạn ơi. Đó, kêu ông Danh mang chừa cái tô lại. Ăn cái tô luôn đền. Thơm ngon tới giọt cuối cùng luôn hả? Thơm ngon tới giọt cuối cùng luôn. Đây các bạn ơi. Sáng sớm bây giờ là có khách ra, có mấy chú bộ đội kìa ở bên trường Cao Đẳng Dạy Nghề đó các bạn. Đó, lại ủng hộ bà chị rồi. Lại rơi. Đây đối diện quán Vườn Dâu bữa chèo review cho các bạn xem bữa 9 tháng 3 giờ tối đó. Phát trực tiếp đó các bạn. Hello hả? Vừa đúng 15 phút luôn, quá hay. Video này là ăn quảng cáo, 4 quảng cáo luôn. Tiếng sau các bạn lên kênh Tâm Chè Vĩnh Long xem nha các bạn. Review tô cháo thành thánh luôn nha. Siêu rẻ, siêu khổng lồ. Thôi, trời, trên miếng nước làm mất miếng tiêu luôn. Ăn
Châu Thanh ăn cái tàu á. Ơi chào tạm biệt các bạn nha, các bạn nhớ bấm đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn.